DX80 có nguồn gốc từ Canada. Dưỡng lúa, xung cây. DX80 giúp giải độc phèn, mặn, ngô độc hữu cơ. Lúa phục hồi nhanh, rễ nhiều, thân mập, lá mướt, xanh bền, không trái chớp. DX80 dưỡng đồng, đồng to, chỗ rộ, hạt no tròn, tăng năng suất. DX80 dưỡng lúa, xung cây. Sản phẩm do Bảo vệ thực vật An Giang phân phối.